Bây giờ lúc 8:45, gia đình mình check out khỏi khách sạn và chuẩn bị đi đến Nha Trang. Trên đường đi thì có ghé một số điểm du lịch nào mình sẽ quay phim cho các bạn xem nha. Trên đoạn đường đi ra Bào Trắng của Phan Thiết, đây trên đồi có mấy cái cây quạt, cây điện gió gì khá đẹp. Trời hôm nay có vẻ nhiều mây. Trên đường ra Phan Rang Phan Rí mình ghé cái vườn nho Như Hiền các bạn để coi thử cái nho thế nào. Vô thăm cái vườn nho. Wow, nho nè. Để con đi hái. Từ từ, không hái, để cho từ con. Vườn nho nhiều trái lắm các bạn ơi, quá trời trái luôn. Wow, trái nhiều lắm các bạn. Nè, lắm. Trong vườn nho có dịch vụ bán mấy đặc sản nha các bạn. Nho 140 kg. Nho xanh 50. Táo sấy, nho khô, mứt nho, rượu nho. Đầy đủ. Từ Cà Ná ra Nha Trang có hai con đường đi, đó là quốc lộ 1 và
đường biển thì gia đình mình chọn đường biển nha các bạn. Mình sẽ quẹo trên đường biển đi coi cái cảnh đẹp, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là đường đi đánh hình chữ. Bây giờ mình đang chọn con đường ven biển đi từ Cà Ná cho tới Nha Trang nha các bạn. Mình đi đường ven biển này thì mình sẽ ngắm được cảnh của cái đường ven biển, với lại trên mình đi cái lưng chừng núi mình sẽ ngắm được biển và núi, đứng chụp hình ngay trên cái đỉnh núi luôn nha các bạn. Đường này hiện tại như này rất là vắng, không có rất ít xe đi. Đá cục nào cục nấy bự quá các bạn. Đó, bên phải mình là biển. Trên đường ra Nha Trang, đường ven biển Ninh Thuận Ninh Chữ, mình ghé chỗ điểm dừng này mình chụp hình thấy cũng khá đẹp các bạn. Đây có cái điểm dừng này nè các bạn. Đèn ngó ra biển đẹp lắm các bạn. Wow. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Có hai chồng mình à. Hai chồng hai đứa con à. Đổ xăng lần thứ hai. Đổ xăng lần thứ hai là 1.351 lít nha các bạn. Lần một thì mình không có quay phim, lần một mình đổ 1 triệu. Trên đường ra Nha Trang thì mình sẽ ghé quán cơm niêu Lộc Ký. Lộc Ký mình ghé mình ăn cơm niêu. Ba ba cái quán của
cơm niêu cơm trưa các bạn ơi, ăn đơn giản thôi. Khô cá dứa, trứng cho nít, mâm canh tôm. Sau khi dùng cơm trưa tại biển Cà Ná thì gia đình mình tiếp tục đi di chuyển đến Nha Trang. Sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, Nha Trang nha các bạn. Từ sân bay Cam Ranh tới chỗ khách sạn là khoảng chừng nửa tiếng nữa. Mình sẽ đi đường ven biển luôn. Mà đường này cũng khá là đẹp. Hai các bạn, đã tới Nha Trang nha các bạn. Mình đi. Sau khi check in khách sạn xong, mình tiến hành đi nhận phòng. Mình này là ở lầu 8 phòng 6. Lầu 8 phòng 6 ha. Này giống như cái dạng chung cư các bạn ạ. Đây có giếng trời. Đây, phòng 6 của mình. Nãy giờ con mình lên trước rồi, mình đi cởi xe, có bếp, có bồn rửa chén. Hai. Còn có con tắt đèn nữa. Đây giường đôi lớn, ok. Này hai chồng hai đứa con ngủ là dư sức nha các bạn. Về con từ từ. Vừa gì hết là ngồi đó chill rồi. Ngó ra bãi biển, ở đây có một cái sofa. Tối mình có thể ăn uống ở đây, ngó ra biển. Đó, mình thấy chưa? Đây, phòng đây. Cái giường này có vẻ được á. Cái giường này cho hai đứa nhỏ ngủ bên đây. Hai đứa nhỏ ngủ bên đây, mình ngủ bên đây. Không được. Đây, phòng. Đây là cái toilet. Toilet cũng hiện đại đấy. Có bồn tắm hay không có bồn tắm nha. Chỉ có những cái nhà tắm mà nhà tắm này là nhà tắm lộ thiên. Được, hấp dẫn hấp dẫn. Ok, rồi. Sau khi mình nghỉ ngơi xong thì chắc cũng cỡ bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi. Có thể mình nghỉ ngơi một tí rồi mình sẽ đi ăn tối. Nhớ bạn, khi nào ăn cái gì thì mình sẽ quay review cho bạn xem thử là như thế nào. Ok. Cảm ơn các bạn nha. Ở đây có TV này nọ. Bây giờ mình sẽ đi coi cái hồ bơi nó đẹp làm sao nha các bạn. Mấy đứa nhỏ mình nó thích bơi. Ở đây thì mình cần hát ông Michael Jackson nè. Ông Obama nè. Tiếp gia đình Littram. Lô hai là bông gấp con lốp bì. Mấy cái đó là cái hội trường của khách sạn không? Buồn đâu, buồn đây. Từ từ thôi. Oh,
khá nhỏ các bạn ơi. Hồ bơi ở tầng 6 nhưng mà cũng khá nhỏ nha. Má ơi, chỗ này thì chỗ này mình có thể uống nước cà, uống bia. Nhìn ra biển, bơi bơi nhìn ra biển. Cái này có phải nhanh hơn không? Thời tiết là quá đẹp. Tắm biển lúc 5 giờ chiều, mát mẻ, sóng ít. Chiều chủ nhật. Đây là hang giả không? Hiện tại bây giờ là 6 giờ 20 phút. Sau khi tắm biển xong, gia đình mình chuẩn bị đi ăn tối, đang trên đường đi ăn tối ở cái bò Lạc Cảnh. Ngày đầu cũng nổi tiếng nhất ở Nha Trang thì đó. Để ăn xem thử các bạn xem nha. Đây, mình tới bò Lạc Cảnh đây các bạn. Ghé đây mình ăn thử người ta sao. Quá trời đông. Khói mịt mù luôn. Bò Lạc Cảnh 77 của Minh Khiêm nha chứ. Nha Trang, Khánh Hòa. Thì ở đây mình kêu cái món đặc sản của quán đi, bò nướng Lạc Cảnh đi, thử nó như thế nào. Số món này các bạn coi giá cả rất là nhiều món ăn. Nay mình review cái món bò Lạc Cảnh nha các bạn. Đây là bò mình đó, mình tưởng Lạc Cảnh biết sao chứ tại sao mà Lạc Cảnh đâu đây khói đó, mình sẽ rơi vào chốn tiên bồng lai. Rồi xin mời các bạn đi tới tiên bồng lai với mình nha. Ok, ăn uống no say mình ghé quán cà phê Sen cà phê để gặp một số anh em bạn bè ở Nha Trang chơi cho vui, lâu quá mấy anh em không gặp lại. Hello. Nói tới nằm mơ thấy rồi nè.